trước khi anh qua thúm lum và bỗng đêm ghi bàn chân. Đấy khiến anh chẳng cần gì luyến luyến. Ok các bạn ơi, mình tới phố cổ Tùm Văn. Rất là cổ, phố cổ thì rất là đặc biệt. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn phố cổ Tùm Văn là thế nào nhá. Và kiến trúc ở đây rất đặc biệt thì cho các bạn xem nhá. Và ở đây có một trò chơi, mình sẽ thử đi thôi. Cái này làm thế nào? Cứ nếm mà. Ôi. Mình cố lên anh ơi. Trượt tay ạ. Làm đi ạ. Nope. Sang bên phải nữa các bạn. Thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi phải buồn hoài mưa nằm ẩm ảnh. Khó, thực sự khó lắm luôn. Cây tư nhờ. Dạ. Ôi dạ mẹ đi. Băng. Nón của dân tộc mà cái này thì hey thế nào? Tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi qua chờ cháu mà cái này rất đẹp đúng không? Cái này là trang phục của dân tộc Mông. Sau này sẽ mua cho con của mình. Mà thực sự rất là vui, nếu mà các bạn tới Hà Giang thì hãy đến đây và khám phá nha. Cũng có thể gọi là hơi nhỏ nhưng mà rất đẹp và rất là yên bình. Và cũng nhiều chị ơi rất là thân thiện nữa. Sáng hôm sau mình tiếp tục di chuyển bằng xe máy để khám phá các địa điểm đẹp ở Hà Giang. Các bạn thấy hôm núi non ở Hà Giang đẹp và hùng vĩ lắm. Vừa đi vừa ngắm cảnh mà mê luôn đó. Ok các bạn ơi, mình đã lái xe khoảng 100 km và bây giờ tới làng Hờ Môm Mèo Vặt. Thực sự là lúc lái xe thì rất là mệt, nhưng mà sau khi tới và ngâm cản thì hết mệt. Chắc là cái đó là lý do đi vượt Hà Giang nha. Chắc là cái hay cái này là giống như con mèo thì gọi là mèo vặt. Mình dừng chân ở một quán cà phê để có cái nhìn toàn cảnh về con sông Nho Quế. Ôi mẹ ơi, thung lũng sông Nho Quế này đẹp như trong tranh luôn đó các bạn. Hèn chỉ người ta nói đến Hà Giang là phải đến con sông Nho Quế này. Mình thực sự bị choáng ngợp rồi. Trước khi anh qua thúm lum và bỗng đêm ghi bàn chân. Đấy khiến anh chẳng cần gì luyến luyến. Ta yêu sai hay chú. Còn thấy đau là còn thương. Còn thấy đau là còn thương. I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Tới đây để ngắm cho giống như là quang cảnh thiên nhiên của dòng sông Nho Quế là có 14 giống như người hy sinh đó. À. Ý là nên là mới làm nên cái đường này. Lúc làm cái đường này lên thì có 14 người hy sinh đó. À, lúc làm đường này có 14 người. Quá trình đây nè. Quá trình mở đường hạnh phúc có 14 thanh niên xung phong đã hy sinh nè. Được quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang. À, hiểu chưa? Dạ, hiểu là, ý là mở con đường hạnh phúc này mà có 14 thanh niên xung phong hy sinh. Ừ.
luôn ha. Dạ dạ đúng rồi. Hương Giảm Viên rất đẹp. Okay. Đẹp quá trời luôn. Sau đó tới rồi. Nhưng mà có thể đi lại thuận tiện, thuận lợi như vậy. Cảm ơn. Ok các bạn, mình tới Lung Cú. Thực sự đó là cực bắc. Thì thực sự là cực bắc luôn. Chỉ là 10 bước hơn thì sẽ tới Trung Quốc luôn. Ở đây có thể lên được cái tháp này nữa. Thì mình sẽ chụp hình sau đó lên tháp nha. Cột cờ Lung Cú nằm ở độ cao khoảng 1.470m so với mực nước biển. Ở đây có lăng cờ nằm 14m². Vì Việt Nam là có 54 dân tộc thì rất là có ý nghĩa. Mình làm được rồi, các bạn cũng làm được. Lát nữa sẽ đi thăm làng cổ, thực sự là cổ luôn. Từ trên cao nhìn xuống là một cảnh đẹp hoang sơ với những ngôi nhà cổ. Lát nữa mình sẽ xuống đó bạn xem nhá. Cái này thì thực sự tự hào nhở. Ui sợ quá sợ. Dạ thật sự. Ở kia là Trung Quốc. Nếu mà cái qua núi kia thì Trung Quốc rồi. Ê, tất cả là người nước ngoài. À, tiếng Anh cũng có luôn. Tiếng Việt thì làng văn hóa du lịch cộng đồng lô lô chạy nằm ngay dưới chân núi Rồng Bà, cách cột cờ Lung Cú chỉ tầm 1 km. Làng Lô Lô Chải là nơi sinh sống của tộc người Mông lẫn người Lô Lô xuyên suốt các thập kỷ, không hề sở hữu nhà cao tầng hay những khu trung tâm thương mại hiện tại sầm uất. Làng Lô Lô Chải lưu giữ biết bao giá trị văn hóa phong tục của các tộc người trên cao, người ta dùng văn xin đẹp đó các bạn. Hôm nay báo Hàn Quốc thăm nhà của Paul, mặc dù Paul là không biết ai. Ôi sợ. Sợ quá. Ở ngoài nhìn nó đẹp trai hơn. Khá là bất ngờ vì ở đây là nhà của người dân thật. Đang sống ở đây luôn. Đang một chú ngủ luôn. Thì cái ngôi nhà này vẫn là chính là cái ngôi nhà mà người dân người ta vẫn đang sinh sống. Ok các con ơi, mình tới Hà Giang rồi.
Wow, thực sự hôm nay lái xe máy khoảng 200 km. Đau lưng, đau đít, đau mắt nữa. Thực sự bây giờ là tối rồi, phải lái xe máy nhiều. Nhưng sau khi tới thì không nhớ mệt mỏi. Thực sự rất là đẹp và rất là xứng đáng để đi phượt như vậy. Nếu mà các bạn là người trẻ và giới trẻ, hãy thử đi phượt nhé. Đi Cao Bằng và Hà Giang thực sự rất là ấn tượng. Các bạn cũng là muốn ngắm cảnh đẹp thì hãy du lịch Cao Bằng và Hà Giang nữa nhá. Cảm ơn các bạn muốn là trung lập của những chân trai Hàn Quốc. Tạm biệt.